Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cùng với toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình và trực tiếp tại trường quay. Em tên đầy đủ là Trương Minh Hải. Trương Minh Hải. Dạ, năm nay thì cũng 40 tuổi rồi. Hiện tại thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê hương thì ở dưới Sóc Trăng. Hình như là nhà em gần nhà nó dưới anh. Ở dưới hả? Dạ. Sóc Trăng là ở quận Châu Thành hả? Dạ đúng rồi, em ở ngay gần chỗ mặt luôn anh. Ủa vậy hả, sát bên chỗ anh rồi. Dạ. Hả? Rồi, em Hải lên thành phố làm gì Hải? Dạ em thì cũng lên trên này em mua bán kinh doanh tự do thôi anh. Mặt hàng đồ thủ công, mỹ nghệ, đồ xưa, đồ cổ đồ anh. À vậy đó hả? Rồi Hải nhà ở đâu? Em hiện tại giờ đang sống ở bên quận Bình Tân anh. Em ở với ai bên đó? Em ở một mình à. Em thuê nhà ở một mình. Dạ đúng rồi. Rồi đó lý lịch của nhà trai, xin mời nhà gái. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Thị Lan Phương, năm nay em 39 tuổi. Em sống tại Thuận An, Bình Dương và em làm việc thì tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ vâng, công việc của em là em làm kế toán trưởng của các công ty và đồng thời là em có mở kết hợp với một số bạn của em để mở nhà hàng nữa. Có nhà hàng luôn á hả? Dạ vâng ạ. À, ngon vậy ta, nhà hàng gì đó? Dạ, nhà hàng Sushi Masa, bán đồ ăn Nhật anh ạ. Rồi, hợp lý, bữa nào tôi ghé luôn. Mình có mua nhà ở Sài Gòn chưa anh Hải? Dạ không chị, mình có đất ở dưới Sóc Trăng rồi nên thử ra mình không có mua trên này. Bây giờ Hải cho nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì nói chung cái khuyết điểm của em thì nhiều khi đôi lúc mình nói chuyện thì nó cũng hơi nó bộp chộp. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Có chữ thầy nữa hả? Dạ có, hình như là em thấy là đặc trưng của đàn ông miền Tây mà ai cũng sẽ có, ít nhiều thì cũng phải có thôi. Có, ủa chữ thầy cũng là đặc trưng luôn á hả? Dạ đúng rồi. Em hay chửi gì vậy? Dạ thôi thương, bỏ đi. Rồi nhà gái sao nè, ưu điểm của sao? Mình là gì nè? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em độc lập kinh tế. Dạ. Thứ hai nữa là em biết yêu thương gia đình. Rồi trời, dễ thương quá, nó nhỏ quá. Chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào em. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm sao nè? Em độc lập về tài chính. Thứ hai là em biết yêu thương trong gia đình em. Dạ, thứ ba nữa là em là một người rất là năng động và chịu khó học hỏi. Đường tình duyên đó sao rồi? Anh chưa hỏi khuyết điểm. Anh chưa hỏi khuyết điểm. À, chưa hỏi khuyết điểm đó, thì tự nói đi. Khuyết điểm sao? Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hơi nóng tính một chút. Em là một người không khéo che đậy cảm xúc. Là có cảm xúc sao nó lộ ra ngoài hết trơn luôn hả? Là giận ai, ghét ai là biết liền, đang bực bội ai là biết liền luôn. Đường tình duyên của cô chủ quán sao? Thật ra là đường tình duyên của em thì cũng hơi trắc trở. Em thì cũng ly hôn được 16 năm rồi. Cái gì? 16 năm hả? Dạ. Còn chưa? À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. Làm gì mà người đẹp vậy, lấy hôn tới 16 năm vậy hả? Xem anh có giật mình không? Giật mình chứ bộ. Em ly hôn 6 năm, con trai em năm nay 17 tuổi rồi. Kết hôn mười mấy năm đó? 17 năm. Kết hôn là 17 năm, sống chung 11 năm. Lâu quá không có người yêu, không biết còn yêu được không? Không có, em có người yêu mà. Em có người yêu mà. Có không? Vâng, mà em chia tay rồi. Vâng, mà em chia tay rồi. Vậy là có. Tức là sau khi chia tay là có người yêu rồi. Sau khi em ly hôn em có người yêu. À, có yêu liền chứ tưởng đâu. Rồi rồi, ở bên đây luôn đi. Dạ xin mời ở bên đây luôn đi. Thôi, để coi nha, nhà trai mình tôi qua bên kia mình ghé nhà trai cái ạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dai nắng rồi đó đó. Giao diện bên đây nhìn mặn mòi quá ha. Em đen giống anh Linh đó chị ơi. Em đen giống anh Linh đó chị ơi. Không, mà đen mặn mà ngon lành. Anh bao nhiêu mối tình rồi? Năm 2016 mình đã lập gia đình. Dạ. Sống chung với nhau được 5 năm. Rồi mình cũng mới ly hôn khoảng chừng hơn 2 năm nay. 2 năm nay, dạ. Anh có con chưa? Mình có một bé gái được năm nay nó được 7 tuổi rồi. Dạ. Ở với ai vậy? Dạ, bé hiện tại giờ đang ở với mẹ anh. Mình họ nói về cái nhu cầu mình muốn có một người bạn gái như thế nào đi. Cái mẫu người bạn gái của em thôi cũng đơn giản lắm. Chỉ là mình biết cái quan tâm tới gia đình, cũng biết chia sẻ công việc với nhau. Nói chung cùng nhau để xây dựng cái gia đình thôi. Bản thân em những điều em không thích ở phụ nữ thì em cũng không thích với bản thân em luôn. Thứ nhất là ăn nhậu. Dạ. Thứ hai là cờ bạc. Thứ ba là ví dụ mà đi linh tinh cái chuyện tình cảm này nọ kia thì quá, đó là quyền ăn nhậu nha. Bên em mở quán là nhậu ngon lắm á. Không biết hả?
Nhưng mà ví dụ như bạn có nhậu chút ít thì cũng sao, thì mình tỉnh mình trở về thôi. Nhưng mà ví dụ như lâu lâu một lần thôi, chứ ví dụ như hàng ngày thì đó mình rõ ràng mình không thích. Thật ra thì điều đó cũng chẳng ai thích. Thế thì còn cô gái của chúng ta có mong muốn gì? Thật ra thì cái tiêu chí của bạn trai của em thì thứ nhất là ưa nhìn, thứ hai đó là cao từ 1m7 trở lên. Chờ chứ. Coi lại coi. Dạ. Một mét bảy. Mét bảy hả? Dạ, nặng 70 kg. Mét bảy 70 kg. Có bụng hơi bự thôi chứ tướng cũng thừa lắm. Không được gia trưởng. Không, bên đó thấy có vẻ hiền lắm. Miền Tây ít có gia trưởng lắm em. Bên đó cũng rất mong một người biết chia sẻ. Thì chắc chắn bên đó cũng phải là một tuyết người chịu chia sẻ. Hai người đều chia sẻ, sẻ chia nhau luôn. Rồi, mình đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với cô của em. Chào nhà gái ạ. Chào nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan à. Dạ, chào nhà gái. Thì đúng như anh Linh với chị Ngọc Lan nói là đậm chất miền Tây à, rất rặc miền Tây à. Hiền, gần gũi, ấm áp à. Kiểu như anh Hải giống như là có thể là làm cho chị Phương có niềm vui được. Để tạo được niềm vui cho chị Phương được. Tại vì chị Phương cũng đang cần cái sự gì đó là người đàn ông ấm áp, vui vẻ đó. Tính chị Phương là kiểu như giống như nữ tướng nha. Trong công việc á, chị rất là quyết đoán, nhưng mà khi về nhà đó chị có một mình à. Nhưng mà với anh Hải thì như người miền Tây thì người ta lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, rất là dễ tạo niềm vui cho chị. Được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Rồi, anh Hải đi với ai? À, anh đi với em. Chào em. Dạ, đây em là em của anh Hải. Em kết nghĩa. Rồi, thấy sao? Thấy nhà gái sao nè? Dạ, thấy thằng gái dễ thương, xinh, hợp với anh Hải. Anh Hải có hay dẫn bồ về nhà không? Dạ không, ảnh lo làm ăn không à. Có ai là kiếm của ảnh hoài không? Dạ không, ảnh thường xuyên là đi uống cà phê với em. Có nợ nần gì dai không? Dạ không. Anh có chơi hụi gì không, đánh đề gì không? Cái đó thì con không biết. Thôi, từ đó rồi đó. Này nó nói thiệt nè, thì cũng hiền rồi cô à. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Đúng nha. Đúng rồi. Mở rào. Ráng lên chị Hải. Dạ. Tấn công luôn. Vô. Đứng lên tới. Chào bạn. Hôm nay anh đã xà lên. Có ít quà, cái này anh xin gửi biểu gia đình. Có một số quà nhỏ nhỏ anh cũng để biểu ra tặng em để làm kỷ niệm ha. Đeo mình có rung thì cũng làm từ từ, từ thôi. Từ bỏ cái khoan mở ra lại, để cái bịch xuống đeo đàng hoàng cho nó lịch sự nha. Đeo lại nào, đeo lại đi Hải. Từ từ thôi, cái gì mà làm gì cũng quấn buộc lâu lâu nhanh như vậy. Lâu lâu mà gặp phụ nữ là nó cung vậy đó chị ơi. Rồi từ từ nào. Để gặp mặt lần đầu tiên thì em cũng có món quà nhỏ gửi tặng anh. Anh cảm ơn. Ở đây thì em cũng có một phần quà nhỏ cho em tặng cho anh Quyền Linh. Hồi xưa nhỏ nó bự quá vậy. Quà dạ. Nó bự chứ nhỏ đâu mà nhỏ. Đây cái này em tặng cho chị Ngọc Lan. Cảm ơn anh. Trời ơi. Cái gì đây Hải? Dạ. Cái gì đây đẹp vậy? Cái này anh phải đội như nè. Anh đi nắng đi mưa nhiều đội cho bớt đen anh. Anh Linh ơi. Cái gì vậy? Ủa? Đây là món quà của nhà hàng của em. Em gửi được tặng anh ăn thử. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thôi cái nón tôi đội đẹp chưa? Đúng dân miền Tây. Bữa nào nắng quá thì đội. Đội cái này. Còn bữa nào mà đi đám cưới, đám giỗ, đám quải á, mình sợ nó hư nón á thì đội cái này. Còn nếu mà mình vô mình làm đẹp mình đội nón này. Coi như cảm ơn Hải nó tặng hai cái nón luôn. Lúc nãy là em nói nhỏ quá là nó không biết là quê em ở đâu à? Em sinh ra thì ở Ninh Bình, em lập nghiệp ở Bình Dương. Hiện tại bây giờ công việc của anh là gì? Anh thì anh mua bán giao lưu để mấy cái đồ mỹ nghệ rồi. Là cái này đó hả? Anh tất cả nhiều lắm. Về cái vấn đề mà ăn uống trong gia đình thì nói chung ra thời buổi bây giờ mà ai rảnh thì người đó làm thôi. Quan điểm của anh về tình yêu là như nào? Anh cũng không hiểu rõ là cái quan điểm của tình cảm nó như thế nào nữa. Nhưng mà cái mà vấn đề anh muốn ở đây là kiếm một người về để cùng nhau chia sẻ xây dựng gia đình thôi. Khi ngồi đối diện với em thì cái cảm nhận của anh về em như nào? Trước mắt thì anh cảm nhận em một cô gái khá xinh đẹp, nhẹ nhàng. Không, thật sự là em không nhẹ nhàng đâu. Thì đó là anh, chứ tại vì cái vấn đề đó anh đâu biết được. Tại vì anh mới gặp em có một chút xíu thôi thì anh cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà có lẽ là trong công việc thì em không nhẹ nhàng trong công việc. Dạ. Thì một cái toán mà ít nhiều gì nó phải có những cái sự cứng rắn của nó. Dạ. Còn em cảm nhận là thế như con người của anh như thế nào? Thật ra thì anh cũng là một người ưa nhìn.
À, còn em thì thật sự là em không thích một người đàn ông là đi lung bông lang bang. Em muốn một người đàn ông là có những cái công việc ổn định hoặc là có những cái mục tiêu công việc là đâu ra đấy để sau này còn gánh vác gia đình nữa. Thực chất cái đặc trưng công việc của anh đó là phải đi. Công việc của anh nó ổn định là tại vì anh cũng sử dụng, anh làm công việc này nó cũng đã 10 năm rồi. Trước kia thì anh học đại học quản trị kinh doanh, dạ. Đại học kinh tế. Nhưng mà anh bỏ những cái đó để anh theo công việc này thì chắc chắn nó ngoại trừ là công việc thì nó là cái lý tưởng. Dạ. Mà cái lý tưởng thì nó phải đòi hỏi, nó phải đưa cho anh một cuộc sống ổn định thì anh mới theo được cái công việc này. Dạ. Thời gian anh dành cho gia đình là như nào ạ? Thì thí dụ như anh có gia đình thì anh không đi nữa thôi. Dễ mà. Dễ mà. Hợp lý. Ra nói chút xíu về nghề của Hải. Hải rất là nổi tiếng trong cái nghề đồ xưa đó. Khi em đi sưu tầm, em làm việc, em mua bán này kia, nếu em chỉ cần vào, người ta gọi vào trúng mánh đó, trúng một cái đồ cổ nào đó thì thôi, nó cũng mau lên lắm. Tại vì chưa, anh nói chưa có gia đình thôi, chứ có gia đình nghĩ rằng là anh cũng lo cho gia đình dữ lắm á. Thì trong suốt một khoảng thời gian mà anh sống chung với vợ á, là hầu như một cái gì anh cũng phải tự làm, kể cả việc nhà. Thì anh lên đây là mục tiêu muốn tìm một người bạn đời về để cùng chia sẻ với nhau, mình cùng phát triển hơn cái công việc. Hoặc là thí dụ như có con có cái thì mình cùng nhau nuôi dạy con cái nó. Có thể là ở ngoài xã hội em là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mà đối với về với gia đình ấy thì em cũng chỉ là một con mèo thôi, chứ không phải là con hổ nữa. Thì em cũng rất cần một người đàn ông mà có thể làm cái chỗ dựa cho em, có thể làm cho em được vui, có thể làm cho em hết bị chết khi em ra ngoài công việc, thấu hiểu công việc của em, biết chia sẻ với em. Bây giờ là Hải tiến tới đi, nắm tay bạn gái lên nào. Chúng ta cần giao lưu chút xíu về mặt cảm xúc nha các bạn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, thử xem. Rồi, anh cũng cảm ơn em ngày hôm nay đã dành chút thời gian quý báu thì đến đây để gặp gỡ. Đến đây thì nó là một cái duyên rồi. Thì còn có nợ hay không thì nó sẽ còn là một quãng đường xa nữa. Thì đó là cái đó là mình hai đứa mình phải tự gây dựng. Vâng, ok. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em, cảm ơn gia đình. Rồi, để tay nút bấm nha các bạn. Quyết định hay không là do các bạn, quyền của các bạn đó. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Em có bấm hả? Đến giờ cuối của em bấm. Chị thấy em suy nghĩ khá lâu. Tại vì thật sự là em chưa từng về miền Tây. Em muốn thử một chuyến đúng không? Theo em thì trai miền Tây và đàn ông miền Bắc nó khác nhau chỗ nào? Do em chưa từng yêu trai miền Tây cho nên là em không thể so sánh được cái sự khác biệt đấy. Còn anh cũng chưa từng ai gái yêu gái miền Bắc lần nào nên thử ra anh cũng không biết nó khác chỗ nào. Gái miền nào, trai miền nào cũng đáng yêu và dễ thương nếu như chúng ta yêu nhau. Cũng như hai đứa mình thôi, đúng đây nãy giờ ai nói dễ thương mà. Không có gì phân biệt cả các bạn. Hãy yêu một lần đi rồi sẽ biết được điều đó. Thì hai bạn nắm tay nhau đi. Cảm xúc nó là từ trái tim của mình nó xuất phát, nó đưa đến bộ não và quyết định đến cái chuyện là đưa tay vào bấm nút bấm đó. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Còn về tương lai không biết là hai bạn có đi đến được tới cái bước cuối cùng hay không thì chúng ta phải chờ thôi. Đúng không anh Nguyễn Linh? Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hết Vida
KOA tinh thần thép. Có mấy người mối tình rồi? Dạ ba. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Có chút xíu vậy nó ba mối tình luôn vậy đó hả? Còn là người ta coi như bày tỏ trước. Tôi nghe ba mối tình tôi có nhào qua liền. Mối dài nhất là bao lâu con? Được 3-4 tháng. Có hôn chưa? Có người chưa người không. Hôn nhiều lần không? Hôn nhiều lần không? Giờ cũng nhớ. Trời đất ơi trời. Dạ thôi chú, con thì có một cái định mức thôi. Dạ quen nhau được 8 tháng chú. Cũng khá hơn kia ba mối mà chưa được 9 tháng đó con. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em nha. Rồi bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình, nghề nghiệp, công việc của mình đi. Dạ em tên Lê Văn Việt, sinh năm 1994, quê ở Ninh Thuận và hiện sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa con làm gì Việt? Dạ con làm nhân viên kinh doanh nhà đất. À, bất động sản nữa hả? Dạ gái giới thiệu cho em. Dạ em chào chị Ngọc Lê. Con chào chú Huyền Linh. Chào con. Dạ con tên là Bùi Thị Kim Ngân, năm nay con 27 tuổi. Ngân sống ở đâu? Dạ em sinh sống ở Long An chị. Giờ mình làm việc ở đâu? Dạ em cũng làm việc ở Long An luôn. Làm cái gì nè? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Con ở Long An con ở với ai? Dạ con ở con đi nào xong rồi con về nhà, không ở với mẹ với cha. Mẹ cha rồi nhà có mấy anh chị em? Dạ có hai chị em, chị em. Con là thứ mấy? Dạ con là con cái lớn. Cái lớn hả? Dạ. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm con là gì? Dạ ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm, biết lắng nghe. Khuyết điểm của con là hay quên, với lại nhút nhát với đám đông. Mình nhát thiệt, thường bên đây giờ bà nhát lắm. Bên đây cũng nhát nữa. Sao đâu, có chị Ngọc Lan ở đây là đừng nhát, không có gì hết. Có mấy người mối tình rồi? Dạ ba. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Có chút xíu vậy nó ba mối tình luôn vậy đó hả? Vậy mình nói nhát là nhát cái gì? Dạ toàn là người ta coi như bày tỏ trước. Rồi mình có chấp nhận không? Dạ có. Tôi nghe ba mối tình tôi phải nhào qua liền. Toàn là được cua không đó hả? Dạ. Đào qua dữ ta. Ba mối tình mối dài nhất là bao lâu con? Được 3-4 tháng. Dài dữ vậy đó hả? Mối ngắn nhất là nhiêu? Dạ một tháng. Tình trường quá trời dài. Tình rồi quá trời dài luôn vậy đó. Thiên niên kỷ luôn á. Mỗi tháng 2-3 tháng không à. Trời đất ơi thiệt là tình. Hàng chi đó ba mối đúng. Trong những cái mối tình đó, cái mối tình nào là sâu nặng nhất? Có nắm tay mối tình nào chưa? Dạ có. Có hung chưa? Có người chưa người không. Đó cái người mà hung rồi đó là sâu nặng đó. Mốt ai hỏi nhớ trả lời vậy nghe không? Dạ. Hung nhiều lần không? Hung nhiều lần không? Trời giờ cũng nhớ. Trời đất ơi trời. Được nhiều không? Không nhớ. Con là sao nè, mấy mối tình rồi? Dạ thôi chú, con thì có một cái định mức thôi. Lâu không? Dạ quen nhau được 8 tháng chú. Cũng khá hơn kia ba mối mà chưa được 9 tháng đó con. Cái mối này là ai cua ai? Dạ ai cua con. Vậy hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì tìm hiểu một thời gian thì thấy không hợp lắm nên chia tay. Bạn đó có cái tính gì mà con thấy con không hợp? Dạ tính gia trưởng chị. Vậy là em là không thích gia trưởng? Dạ không vậy. Rồi không thích gì nữa? Tính toán hay chi li quá chị. Cái gì mà ở người đàn ông có thể thuyết phục được em? Em nghĩ cái thuyết phục được em là thứ nhất á, là em muốn là anh nó phải có công việc ổn định là đầu tiên. Ừ. Cái đó là quan trọng nhất. Thích người sao? Cái mẫu người em á, em thích dáng người giống anh ca sĩ Nguyễn Kiến Huy. Còn tính cách thì giống chú Huyền Linh. Hai cái đó ráp lại cũng được á. Khá lắm á. Sao bên kia có gia trưởng không? Dạ không, nhưng mà có nóng tính lúc mà kiểm duyệt test hay gì đó thì có nóng tính thì có quét to tiếng đi. Thì sau đó lại đi xin lỗi. Nói thôi chứ này chắc nó không bực mình đâu. Thiền khô à. Nếu mà được con muốn lấy chồng liền không? Dạ nếu mà hợp thì con sẽ tìm hiểu từ 6 tháng tới 1 năm chú. Từ 6 tháng đến 5 hả? Dạ. Ba mẹ con hối chưa? Dạ bên đây cũng có hối. Có hối rồi đó hả? Dạ. Chưa hỏi bên đây là mong muốn lấy vợ như thế nào nè. Mong muốn có người bạn gái như thế nào? Gái thì cứ bình thường thôi, kiểu như người của gia đình được. Bình thường thôi chứ bất thường không được hả? Như không thích, cũng như đừng có nhậu nhẹt hay gì đó. Thì sợ con gái nhậu. Sợ con gái nhậu hả? Đó, mấy cái đó mình phải nói ra. Hôm nay con đi với ai? Dạ đi với mẹ với hai đồng nghiệp. À có mẹ đây hả? Ừ có phụ huynh nè, hỏi có phụ huynh lo lắng không? Con một vậy hả? Mình thôi thấy
cô bên đây sao? Dạ con chào bác. Thấy ngoan chưa? Chị thấy cô này dễ thương không, hiền không, có hợp với con chị không? Đây để Ngọc Lan xuống. Xúc động quá. Dạ tại mẹ mới bệnh xong. À mẹ mới bệnh xong hả? Sức khỏe cô làm sao? Thôi bữa nay con mình nó lên đây nó gặp bạn gái rồi, biết đâu nó duyên cái nợ, nó về chung nhà cho mẹ đỡ lo ha. Sao chịu không? Chị chịu dâu tương lai này không? Em thấy bé mình dễ thương. Rồi thôi được rồi, chị rất là xúc động rồi ha. Chứng tỏ là mẹ lo cho em rất nhiều. Mẹ rất là lo cho chuyện tương lai, chuyện gia đình của em. Mẹ hay khóc vậy không con? Dạ có. Thì mẹ lo cho con đó. Hôm nay mẹ thấy con mà được cô đây đồng ý là mẹ vui lắm đó nha. Nhà trai ngoài mẹ thì còn đi với ai nữa không? Dạ đồng nghiệp. À, coi như trưởng phòng. Rồi đâu đại diện cho dạ. Nhà trai coi. Chào chú Huy Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Em là Ly, năm nay 30 tuổi. Mình làm cùng với lại Việt. Việt thì ở trong công ty thì trong cuộc sống rất là hiền và rất là nhát. Nên là khi mà vào bất động sản thì bây giờ là còn dạng dĩ để tham gia chương trình á. Thì chị thấy bé bên này rất là hiền, rất là dễ thương. Việt thì có hai tâm sự là bây giờ em mà có bạn gái là em rất là cưng, nên Việt rất là thiệt thà, là thấy hai đứa cùng mạng nữa, hai đứa đều mạng hỏa hết mà còn hiền nữa, hai đứa mà thương nhau á thì sẽ ít khi mà có qua lời qua tiếng lại thì thấy cũng rất là hợp. Rồi cảm ơn em gái. Con đi với ai? Dạ con đi với mẹ chú. À có mẹ luôn hả? Dạ. Thấy chắc ai này cũng được. Mà con trai con phải mạnh mẽ lên chút để bảo vệ bạn gái và gia đình sau này nữa. Bé Ngân nó hiền lắm, nhút nhát nữa. Con mạnh mẽ không? Nói cho bác nghe đi. Dạ do là cái tánh là nhát đám đông, nhát người lạ từ trước rồi. Nói với bác kìa. Nên cứ gặp người lạ là cứ nhát không dám nói. Nhưng mà người mà tiếp xúc gần rồi, kiểu bạn bè đã biết nhau ai gì đó, ai người thân đó, thì nói chuyện nhiều hơn. Sau này con định cư và lập nghiệp ở đâu? Dạ Biên Hòa luôn. Nếu như sau này hai đứa con có duyên, con có thể về Long An sinh sống được không? Dạ cái đó để từ từ con suy nghĩ lại. Đúng rồi, bây giờ thật ra đâu có tiền là được à, đâu công việc ổn định mà nó phát triển là được à cô ơi. Không có quan trọng là mình ở đâu đâu, thật ra tính là Long An Biên Hòa nó không có xa đâu. Rồi chuyện nó tính sao đi. Rồi bây giờ thì cho hai bạn gặp nhau thôi nào. Mở rào. Tấn công liền. Dạ. Dạ em cũng muốn bạn tặng anh này cuốn sách em tặng anh. Anh cảm ơn. Hai bạn nói cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao? Thấy em xinh quá, nó không được. Xinh quá. Còn bên kia thấy bên đây thì sao? Em thấy anh cũng hiền, cũng dễ thương. Mình có thích nuôi thú cưng? Dạ có. Tại nhà có nuôi thú cưng, sợ bạn nữ lại không thích thú cưng. Em thú cưng lắm mà, nhà em cũng có nữa. Mà hồi nãy em nói là em giờ em sống ở, đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Long An. Long An luôn. Long An thì 90 đến 100 cây số thì đi cũng không có xa. Tại thích đi phượt, thích đi bằng xe máy á. Nên có 100 cây thì coi như từ ở Biên Hòa xuống Vũng Tàu thôi. Nên không xa. Kiểu như là muốn gặp nhau thì cuối tuần thì chắc là thời gian rảnh thì đi được. Cuối tuần này em có đi được. Cái này để em coi lại anh, tại vì công việc em có khi chủ nhật cũng phải làm nữa. Thì anh cũng là chủ nhật cũng làm. Dạ, tại vì tăng ca đó anh. Giờ cho xin hát lại. Được, nãy giờ chị sợ em run quá em không hát được. Chứ chị rất là muốn em hát thích hát, chỉ là hát không hay thôi. Chơi luôn em. Tiến tới nắm tay em gái rồi, luôn. Hát chậm nghe tay. Luôn. Anh tặng bài hát là Muốn Em Là của Kayo. Chẳng còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng buông ba ngồi kia. Chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, trèo xuồng ba lá, ngồi trà đá, ngồi hồ cá, mình cùng cá được nhìn. Em luôn cười vui là đợi anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh sau này. Muốn em là má của con anh sau này. Muốn em là con của tím anh lâu dài. Nhật bái thiên địa, nhảy bái cao đường.
Phụ thề giao bài, đêm nay ta say ta bái ta ngài. Ồ, có câu muốn em là má là sao vậy? Ớt hồn luôn. Muốn em là má của con anh sau này. Sao mà không nhấn luôn mỗi câu muốn em là má? Sao tự nhiên muốn em là má? Trời ơi, làm tôi giật mình luôn vậy đó. Bao lâu thì chúng ta mới có thể kết hôn được? Bao lâu thì nhà trai mới bước qua được? Quen nhau thì giờ em chỉ là bạn nữ, chỉ cần mở miệng coi mở lời là nói là cưới thôi thì em sẽ cưới. Chứ trước em có quen á, cũng muốn cưới mà toàn ta không muốn. Ủa, tôi có mặn tội nghiệp lắm luôn á. Bạn trai nói vậy hợp lý không? Chịu không? Có cùng với cái suy nghĩ của em không? Thế không chị. Thật ra thì cặp này quá là dễ thương, quá là hiền luôn. Đặc biệt là cô gái. Trong cuộc sống thì chú nghĩ rằng bạn trai đủ để có thể che chở cho con á. Dạ. Hai người đều có mẹ đây hết trơn á. Tụi con nếu mà con thấy thích nhau thì tụi con đừng có ngại ngùng bấm cái nút đó. Còn nếu mà mình cảm giác mình không có thích, mình không cần phải bấm nút nha. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm hay không là quyền các bạn. Con bé nó không bấm. Bấm rồi hả? À, giờ phút cuối nó đã bấm. Chậm quá vậy con. Con có suy nghĩ nha, con bấm chậm vậy. Dạ, con đang phân vân. Con đang phân vân cái gì? À, không biết bạn có thương họ thiệt thật sự hay không. Có thương con thật sự hay không, đúng không? À. Rồi bạn trai sẽ chứng minh cho con biết là có thương thật sự hay không. Nhưng bạn trai có cảm tình với con rồi mới bấm. Đúng không trai? Bấm sớm. Bấm sớm lắm. Vừa nói xong là bấm luôn á. Có thương nó thật sự cũng lo kìa. Dạ có. Có thấy chưa? Bây giờ nào, có mẹ bạn gái thì nói vài câu cho mẹ yên tâm đi. Con thì nếu mà có tiến tới hôn nhân á thì chắc chắn con sẽ cố gắng làm việc để lo cho bạn. Thì coi như là nếu mà hai vợ chồng thì cùng làm á thì cùng xây dựng tổ ấm. Đó, được rồi ha. Nắm tay nhau đi nào. Chính thức là hẹn hò nhau rồi đó. Bây giờ hôn lên má cô gái một cái nè. Hôn lên trán. Trên má chứ ai, con chán hôn con á. Thôi đi. Đó, chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Rồi, rồi ngồi xuống. Rồi, tháo mặt nạ đó đi hai bạn. Rồi, bây giờ em giới thiệu lớn nó đi. Em chào chị với lại em chào bạn gái bên kia nhé. Mình tên là Nguyễn Quang Minh Cương, sinh năm 1987, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này, hiện đang sống cùng mẹ và em trai. Công việc tự do. Tự do là công việc gì? Ví dụ chạy ráp, làm bảo vệ, kinh doanh. Ủa, làm bảo vệ sao tự do? Làm bảo vệ là phải có giờ giấc chứ, đúng không? Em làm thời vụ chị ạ. À, có kinh doanh thêm gì không? Có mở một cái khu vui chơi. Khu vui chơi gì? Ở đâu? Cho trẻ em. Ồ. Khu vui chơi trẻ em. Kiểu thú giống đồ hả? Dạ đúng rồi ạ. Ở quận Tân Phú. Dạ, rộng không? Rộng không? 120 mét vuông chị ạ. Ồ, kinh doanh cái đó ngon đó nha. Tại vì bây giờ nhu cầu mà ba mẹ ai cũng muốn con mình có một cái nơi vui chơi thoải mái. À, rộng rãi, hay ha, tuổi trẻ tài cao ha. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hòa, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Ừ. Em ở quận 12. Ở dạ. Quê mình ở đâu cưng?
À, quê em ở đây luôn, ở thành phố luôn. Luôn. Rồi có người phụ em không? Rồi mỗi lần đi chạy xe hay làm bảo vệ thì ai coi, ai thu tiền cái chỗ thú nhúng đó? Thật ra là cho con nít cho nên nó chỉ hoạt động từ buổi chiều đến tối thôi chị. À. Từ 4 giờ chiều đến khoảng 9, tầm 9 rưỡi tối là em ta cho em coi luôn. Dạ. Ban ngày đi làm mấy cái kia rồi ban chiều tối về đó coi. Dạ. Rồi sau 9 giờ tối mới là rảnh. Đúng rồi. Bây giờ hẹn đi chơi bạn gái là phải hẹn từ 9 giờ tối trở đi. Thì mình nhờ người trong cái thú nhúng thì đâu có gì đâu khó mà chị. Trời, cái người thu tiền giùm cũng cực lắm chứ bộ. Ai tin tưởng mới thu tiền giùm được chứ. Dạ. Còn không mấy mình rủ bạn gái tới chỗ thú nhúng chơi luôn. Ngồi đó phụ thu tiền. Rồi thu tiền xong rồi đóng cửa nghỉ lúc đó mới đi chơi. Được không em? Dạ được. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu ăn một số món cũng khá ngon. Em sạch sẽ, tâm lý và cũng giàu tình cảm nữa chị. Điểm yếu của em là em khá nóng tính, kỹ tính, em cũng khá lầy lội nữa. Ví dụ một cái lầy lội nào của em? Nếu mà thân thiết em hay chọc ghẹo người này người kia, ưa sự nghiêm túc thì người ta lại không thích cái tính đó. Dạ. Vậy là cũng có nhiều khi bị ta phản ứng lại với cái sự lầy lội của mình rồi phải không? Dạ đúng. Nhưng mà thật ra cuộc sống bây giờ nó cũng căng thẳng. Nếu mà mình thoải mái chút xíu thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà đúng là cũng phải tùy người thân tình thì được. Dạ. Với là tùy cái lúc tâm trạng nữa. Nhiều khi người ta đang còn bực bội gì mà có em muốn tới em dẫn ngay là người ta bực là cũng đúng. Dạ đúng. Cho nên là mình phải biết quan sát và phải tiết chế lại bớt. Thế còn em sao? Tính tình mình như thế nào? Em tính tình này em thì em hiền lành, trầm tính, đa cảm nữa, dễ rung động, dễ xúc động, dễ lên cơn đau tim. Ủa vậy hả? Ví dụ như những trường hợp nào là em có thể lên cơn đau tim? Một cử chỉ hành động đặc biệt nào đó. Ví dụ như của bên bạn gái chẳng hạn. Ví dụ như bạn gái nhào vô hôn lên má mình cái bất ngờ cái tự nhiên mình lên cơn đau tim luôn hả? Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn hả? Chút xíu em muốn gục tại đây không? Cũng dám dám lắm mà. Trời ơi, gan ghê vậy. Điểm yếu em đôi lúc cũng cố chấp lại cứng đầu lắm. Cái gì đã không thích thì không cần biết lý do gì cả. Đây là cũng thuộc tiếp người sống bằng cảm xúc đúng không? Dạ. Còn một cái điểm cực kỳ yếu là hiện tại em vẫn còn thích xem anime. Thì đúng rồi, em là một trời tuổi thơ mà. Em chơi với con nít không nè, em thích coi hoạt họa cũng chuyện thường thôi. Thế em sao em? Nếu mình có một người bạn trai mà tính tình rất là trẻ con, thích chơi với trẻ con, rồi thích xem truyện tranh, có suy nghĩ như thế nào? Em thì em thích một người con trai chững chạc hơn, trưởng thành một chút xíu, tại vì tính của em cũng hơi trẻ con. Đâu vậy, đâu có nghĩa là người ta không trưởng thành đâu. Người ta cũng làm ông chủ nè, người ta biết làm ăn, người ta biết lo tương lai. Nhưng mà thay vì là có những người có sở thích là thích có phim kinh dị, thích đi chơi, đi ăn, đi nhậu, thì bạn này lại thích những lúc rảnh rỗi thì cũng hòa vào thế giới tuổi thơ, chị thấy cũng ok mà. Dạ yeah. Đúng không? Dạ yeah. Chứ không phải vì người ta những cái sở thích của người ta mà mình đánh giá người ta là không trưởng, chưa trưởng thành thì cũng chưa chắc. Dạ yeah. Rồi, về tình trường thì sao? Tình trường thì em cũng có vài ba mối tình. Vài ba mối là mấy mối? Là ba mối. Ba mối. Mối nào sâu đậm nhất? Mối gần nhất thì là mối sâu đậm nhất thôi. Quen được bao lâu? Quen được 3 năm à. Nếu mà sâu đậm tính bằng thời gian thì có lẽ có một mối là 7 năm á. 7 năm? Dạ. Sao chia tay em? Ủa em cũng thuộc loại chung thủy, quen mối tình dài dữ rồi sao không cưới? Thì chia tay là lúc đó là em đi bộ đội. Em quen từ thời đi học. Đi bộ đội 2 năm? Dạ, đi bộ đội 2 năm, chia tay. Đưa anh lên đường là vẫn còn vui vẻ. Dạ đúng rồi, ngày lên đường thì cũng sướt mướt dữ lắm. Ngày về thì cô ấy đã mất tiêu. Ngày về tới mình sướt mướt. Sau đó buồn mất bao lâu? Buồn dữ không? Có chứ, mấy người như em thì cái thời gian để vượt qua cũng phải cùng tầm 2 năm á. Khóc thì chỉ trong giai đoạn thôi, thì một ngày một thì mình phải đứng lên chứ, mình tìm cái gì đó để mình quên đi chứ, mình cũng phải tiếp tục sống với chị. Rồi, vậy còn cái mối tình sau này 3 năm lý do sao vẫn chia tay? Hai bên gia đình nó không có hợp với nhau. Không hợp gì mà quen nhau 3 năm rồi mà mới lòi ra không hợp? Tại sao không tìm hiểu từ trước? Chịu bên em gia gì? Đình cỏ là bắt buộc là em phải ở rể. Còn bên em? Bên em là nói là nhận dâu chứ không nhận nhận con. Nhận dâu chứ không chịu gì nhận con. Chúng ta có một bé gái. Có dạ. Có bé gái trước luôn rồi. Vậy thì cái này mới quen thì em phải thưa gia đình trước chứ, để chi mà tới 3 năm trời. Thì mẹ nói là cứ tìm hiểu trước đi, cái đã là tính sao, thì tìm hiểu rồi nó dính vô luôn. Nhưng mà tình yêu của tụi em chưa đủ lớn, tại tụi em mới không vượt qua được. Nếu mà thật sự yêu nhau thì mình vẫn có thể thuyết phục được hai bên chứ. Dạ. Bên này mình có ý định bắt rễ gì không em?
Nhà em thì cũng không bắt buộc là phải bắt rễ, nhưng mà bản thân em thì em thích là một là ra riêng, còn không thì về ở chung với bố mẹ em, tại vì bố mẹ em cũng già rồi, có một mình em nữa. Đây là xu thế hiện tại, bạn nữ nào cũng muốn như vậy. Dạ. Nhưng mà thật ra ông bà ta hồi xưa thì lấy chồng là phải theo chồng. Dạ. Bây giờ đã không theo chồng mà được ra riêng đã là may mắn lắm rồi. Chứ còn mà bắt người ta về ở nhà mình nữa thì cái điều đó nó bị ngược lại với cái gọi là cái phong tục tập quán xưa giờ của mình. Chị đã ở cửa giữa, chị công bằng thôi, chị cũng muốn lấy chồng rồi rước chồng về nhà ở với ba mẹ mình đi phụng dưỡng ba mẹ mình chứ. Dạ. Nhưng mà nếu mình nghĩ nếu mà mình muốn như vậy thì còn rồi ba mẹ người ta bỏ ai phụng dưỡng, ở bên nào, miễn là mình luôn là những đứa con hiếu đạo với cha mẹ hai bên. Đó là cái phương án tốt nhất. Chứ đầu mình đừng quá căng thẳng là không, tôi phải ở nhà anh, anh là em phải ở nhà anh, rồi bên đây anh phải ở nhà em. Thì như vậy cái tình yêu mình nó không thể nào mà nó đẹp được hết. Dạ. Bây giờ tình trường của em thì như thế nào? Em thì em say nắng nhiều lắm, nhưng mà em yêu chính thức thì chưa có. 28 năm. Dạ. Wow. Vậy thì có được hưởng những cái gọi là cảm xúc của tình yêu chưa? Ví dụ là đã có một nụ hôn nồng cháy nào chưa? Thật sự hôn thì cũng chưa có hả chị? Thôi thì kệ, biết đâu chậm mà chắc. Thấy em yêu cầu một người bạn trai mình là người như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em là ngoại hình dễ nhìn, đẹp trai thì càng tốt. Về mặt tính cách thì em thích một người đàn ông mà tâm lý, tinh tế, sống có trách nhiệm, không có nóng tính, biết nhường nhịn em nếu mà có xảy ra mâu thuẫn này kia. Muốn người đàn ông của mình không có hút thuốc, ít nhậu thôi. Dạ. Anh này chắc có là chắc rồi, tôi khỏi hỏi luôn, tôi biết có nè. Nhậu thì em chỉ là gọi là ham vui với bạn bè thôi, chứ em uống không có được nhiều. Hút thuốc là có. Ngày mấy gói? 5 điếu. Có nói thách không? Có trò trả giá gì không? Ngày 5 điếu. Dạ, em đang có định bỏ nữa mà. Ồ, hy vọng là em sẽ có động lực để bỏ thuốc. Thật ra em ơi, tại vì mấy em, sao mấy em lên chương trình, mấy em chọn mẫu người lý tưởng mà mấy các bạn nữ giờ cứ thích là không biết rượu bia, không biết thuốc lá. Hoặc là có những anh chàng lên đây, ưu điểm là gì? Ưu điểm là không rượu bia, không thuốc lá. Nhưng mà chị nói thiệt luôn á, nếu mà chị chọn bạn trai mà không có biết cái gì hết trơn á là chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị nghiêm túc luôn, chị nói vậy có thể nhiều người ném đá chị, nhưng mà đàn ông thì cũng nên biết một chút xíu, có va chạm với xã hội mới có kinh nghiệm sống. Nhưng mà thôi, này cũng hợp gu em rồi đó. Ngày 5 điếu thì em không cho nữa thì em dùng khả năng của em sao đó, rồi từ từ người ta bỏ luôn. Dạ. Cũng tốt thôi. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích người bạn gái của em, người vợ tương lai của em phải là một người vợ hiền lành, không có cái tính là sân si, nhiều chuyện, nhân hậu. Vậy là đủ thôi. Ừ, như ông ghép vô không thích sân si nhiều chuyện, cái ông kèm vô chữ nhân hậu với sao luôn, cái tưởng nó không thích nhân hậu chứ. Ngoại hình thì muốn người như thế nào? Nhà em với mẹ em cũng không có yêu cầu về cái vấn đề ngoại hình hay là trang phục hay là tóc tai thì sao, nhà em dễ trong cái vụ đó. Đâu cho chị mượn coi cái hình của em coi. Dạ. Đây chị. Đơn giản quá ha, chọn mấy người mà đơn giản như chứ khó lắm à. Đó, có một cô gái trong này. Đây, hai anh đó có một anh. Chọn anh nào? À, em nghĩ là anh này ạ. Lý do? Nhìn này cũng có vẻ già hơn anh này. Chọn ra được cô nào chưa? Lý do? Tại vì cô áo đen nhìn có vẻ đầm tính hơn. Thích người đầm tính, hay quá. Xin mời hai bạn hãy nhìn về cánh cửa trái tim để xem ngày hôm nay cái phần cảm giác của mình, cái khi mà lựa chọn người, cái giác quan mình có đúng hay không nha. Mời hai bạn. Dạ chào anh. Gì thở phào nhẹ nhõm vậy? Đúng rồi phải không? Dạ. Thần giao cách cảm của hai bạn tuyệt vời ha. Anh có một món quà anh làm tặng em nhé. Hả? Dạ. Anh dạ. Làm luôn hả? Vâng ạ, à, cái này em làm bằng tay ạ. Em cảm ơn anh, em cũng có món quà muốn gửi tặng anh làm kỷ niệm ha. Rồi, cảm ơn em nhiều á. Thì cái cây này nó tên là Kim Chi Ngọc Diệp á. Nó mang ý nghĩa của nó là mang lại sum vầy, sum túc cho gia đình thôi ạ. Mà em làm? Rồi, em làm cái cây này cách đây cả chục năm rồi đó chị ạ. Gần như luôn là người đầu tiên trong thành phố Hồ Chí Minh này tạo ra cây đó đó. À là vậy là làm kinh doanh hả? Làm để bán hả? Dạ. Hay quá. Sao em cảm giác như thế nào về món quà của bạn trai?
Dạ, nhìn rất là lấp lánh. Khi mà nhìn vào thì mình sẽ cảm thấy có nhiều tiền tài vào với mình á. Đó. Dạ. Wow. Một cái chuông gió hả? Dạ đúng rồi anh. Nó cũng mang ý nghĩa là cầu sự may mắn và tài lộc đến cho gia chủ ạ. Vậy là chị cảm thấy hai em ổn đó. Nếu mà tin vào một chút gì đó tâm linh nè, ngày hôm nay nè, quà nó cũng ý nghĩa giống nhau nè. Hai người chọn hình ra cũng chọn trúng nhau nè. Rồi thì bây giờ cho hai em thêm cờ thời gian. Mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến nha. Bánh hỏi thịt nướng nha, bánh và có trái cây. Bánh hỏi là một món ăn rất là đặc sản của Việt Nam. Bánh hỏi thì thường ăn kèm với thịt nướng nè, rồi có vị rất là đậm đà của sả và vừng, chấm thêm một chút nước mắm tạo nên hương vị rất là thơm ngon khó quên. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha, nhớ ha, có 5 phút thôi là Tường quay trở lại đó. Yeah. Anh thấy em có giống mẫu người lý tưởng mà anh nghĩ không? Anh là quan trọng về tính cách thôi chứ anh cũng không quan trọng lắm về cái ngoại hình. Nhưng mà anh thấy trong hình là em có vẻ là có da có thịt một chút mà sao ngoài nhìn nó hơi ốm nhỉ? À vậy hả? À. Tại vì tấm hình đó thì cũng hơi lâu rồi nên thành ra là giờ em gầy hơn trước á. Dạ. Nhưng mà tấm ảnh đó nhìn đáng yêu nhỉ? À, dạ cảm ơn anh. Anh có nghĩ bản thân mình là một người chung thủy không? Anh chung thủy chứ, anh là người đa cảm mà. À vậy hả? Phàm là những ai mà yêu động vật á, thì những con người đều đa cảm á. À, anh còn có cái này nữa, anh rất là thích động vật nhé. Là trong nhà là anh muốn lúc nào cũng phải có chó, mèo nhé. À, vậy là anh hiện tại cũng có nuôi đúng không? Có chứ, có chứ. À. Hồi nãy anh cũng có thích một người bạn gái có một cái trí nhớ tương đối tốt nữa. Nhưng mà em lại hay quên lắm anh. Ui hay quá. Dạ. Thật ra trí nhớ tốt nó rất có lợi trong cuộc sống chứ. Từ việc học tập đến trong công việc, đến trong xã hội, đến trong mọi thứ. Vậy là giờ anh chỉ có kinh doanh khu vui chơi thôi đúng không ạ? À dạ. Vậy là anh cũng làm tự do phải không ạ? Có nhiều thời gian rảnh rỗi để dành cho bạn gái không? Nhiều chứ. À, ví dụ như là đi chơi này kia thì lúc nào bạn gái hú một cái là anh vẫn có thể đi được đúng không ạ? Vẫn đi được chứ. Thật ra cái công việc mà cái canh khu vui chơi nó không quá phức tạp mà cũng không quá tốn nhiều thời gian của anh. Hoặc là anh có thể nhờ một người bạn nào đó, họ chỉ cần qua đó ngồi vài tiếng là xong rồi. À dạ. Công việc nó không có quá phức tạp như những công việc buôn bán hàng khác. Mà thấy em đề cập nhiều đến chuyện chơi nhỉ? Đề cập nhiều đến chuyện chơi nhỉ? Không, tại vì giai đoạn hẹn hò là giai đoạn mà mình tìm hiểu nhau. Thì nếu mà có thể đi chơi được với nhau ấy thì dành thời gian cho nhau thì nó... tốt hơn à? Dạ đúng rồi. Với lại tính em cũng hơi trẻ con, nên thành ra là em cũng thích đi chơi. Anh yêu thích anime nhưng không có nghĩa là tính tình anh nó trẻ con. Anh là một mẫu người trầm tính, ổn định. Nhưng mà cũng giống như em nói, khi mà đã thân thiện với nhau rồi thì cũng nhây và lầy lội. Ngon không? Đồ ăn ngon không? Ngon gì à? Nói chuyện hấp dẫn không? Bạn gái ok không? Dạ ok chị. Người ta hỏi bạn gái ok không mà bên đây ok là sao? Vội. Vội quá. Bạn trai ok không? Chị hỏi em kìa, giờ tới khi chị hỏi em rồi đó, bạn trai ok không? À, dạ được ạ. Dạ được hả? Rồi nói chung vậy là vui rồi. Nói chung là mới gặp mà chỉ làm sao mà mình hiểu hết được đối phương đúng không? Người yêu với vợ nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau nhiều chứ. Một bước ngoặt để cho cuộc đời mình sang một cái trang mới. Nó làm thay đổi tất cả cái cuộc sống cũng như con người của mình. Ví dụ người lúc mà mình yêu mình có thể vô tư, mình không nghĩ về tương lai, nhưng khi mà đã cưới... Ủa, yêu vợ, không nghĩ về tương lai hả? Khi mà vợ chồng á, khi đã cưới rồi thì mình phải trách nhiệm nhiều hơn, nghĩ về đối phương nhiều hơn. Để em muốn cưới nghĩ về tương lai nhiều hơn. Mà em muốn cái cảm xúc lúc yêu hay là cảm xúc lúc cưới? Người ta nói hôn nhân là một chỗ cũng tình yêu mà chị. Trời. Ai cũng thích cảm giác lúc mà yêu nhau hết á. Chị kỳ á, yêu nhau là phải có điểm đến. Hai đứa yêu nhau thăng hoa trong cảm xúc thì đều luôn mơ tưởng đến một mái nhà. Quan điểm em sao? Cho nghe vài câu về quan điểm. Nói chung thì em cũng, nếu mà
yêu ấy thì giai đoạn yêu vẫn là giai đoạn đẹp nhất. Khi mà đã thực sự mà đã có cái sự thấu hiểu nhau rồi thì vẫn có thể tiến đến hôn nhân được. Nhưng em có nghĩ hôn nhân là cái gì đó, gì một cái gì, đọc lại câu đó nghe coi. Hôn nhân là cái gì? Mồ chôn của tình yêu hả? Em nghĩ sao về câu nói đó? Nó cũng gần đúng á chị, gần đúng á chị. Trời đất ơi, hai người này hợp gu nhau vậy. Hôn nhân là coi như là tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta thăng hoa đến tột đỉnh trong tình yêu, rồi để ra những đứa con, những cái thiên thần bé nhỏ để mà đấy. Chứ tự nhiên sao mà có quan điểm gì mà hôn nhân mà mồ chôn với tình yêu, hèn chi ế không mà lấy hai đứa này đúng rồi. Thế chị hỏi em bây giờ, nếu như phải làm dâu thì em có ok không? Em không thích làm dâu ạ. Nói chung là bản tính em nó cũng hơi lười á. Em sợ về làm dâu thì em không có đủ khả năng mà có thể đáp ứng được những cái mong muốn của mẹ chồng. Mình phải làm được chứ, phụ nữ mà. Dạ. Rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn mỗi người bóc một lá bài của chương trình. Trong này đưa ra những cái yêu cầu ha, mình bóc lên mà đọc cho lên cho đối phương thực hiện cái yêu cầu trong này. Mời em gái. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức mạnh, chứng tỏ độ nam tính. Thực sự em nghĩ nam tính là phải ga lăng. Ga lăng. Ở đây thì cũng chẳng có cái gì để thể hiện sự ga lăng nhỉ? Được chứ, anh cứ ra đề bài anh sẽ làm thôi. Anh nói một câu nói mà em thấy rằng anh rất nam tính đi. Ây chú cha. Chà khó à, nói một câu nói mà thể hiện sự nam tính. Khó chứ, nhiều cô lên đây thuộc dầu hít đất là thường rồi. Cái đó cũng chưa chắc là nam tính, đúng. Cái đó cũng chưa chắc là nam tính, đúng. Mời em qua đây, đứng trước mặt cổ cho nó có động lực. Này, yêu cầu của bạn ấy phải của chị nha, đi vòng đường xa này nè, qua đây. Nếu chúng mình có duyên đến với nhau, anh hứa sẽ luôn yêu thương, che chở cho em suốt cuộc đời. Dạ, cảm ơn anh. Ổn không em? Nói chung thì câu này em thấy nhiều bạn nam nói rồi, nên thành ra là em cũng thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà thôi cũng chấp nhận được ạ. Mời em, trên trung bình là mừng rồi cưng. Hai bạn nắm tay nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Mời em bước qua lần thứ hai. Hai bạn thử nắm tay nhau, có chữ hát nữa, trời ơi, thằng này. Hai bạn thử nắm tay nhau, hát tặng nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Ai hát, hát đi. Anh không biết hát rồi. Hèn chi nó bảo nó đọc bỏ cái chữ hát của người ta. Bạn gái hát trước đi cưng. Dạ rồi. Nắm tay nhau đi nè. Em sẽ hát bài khúc giao mùa. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu. Trái đất này. Anh có biết không ạ? Anh không biết, anh không có hay nghe nhạc, anh chỉ xem anime thôi. À vậy ạ. Thôi giờ anh hát một câu nào, anh hát được anh hát đi. Em thật sự không có hát được gì các Tường ơi. Nhanh lên, mất thời gian của tôi. Trái đất này là của chúng mình và bông xanh bay giữa trời xanh. Dạ rồi ạ. Rồi đó hả? Dạ rồi ạ. Lãng mạn gì không em? Thì em cũng đã cố gắng tất cả rồi chứ ạ. Thôi được rồi, buông tay đi, nắm tay hoài, về chỗ, ngồi vô. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, mà sắp tới đặt tay. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em gái không bấm? Chưa có thực sự rung động ấy. Nói chung là anh trai bên kia đã cố gắng thật sự rất là nhiều, nhưng mà em vẫn chưa đạt được cái sự rung động thực sự trong trái tim của em. Em là người sống bằng cảm xúc. Dạ. Hay là còn điều gì em lấn cấn? Tại vì chứ cái quan điểm thì chị nhìn thấy hai bạn cũng tương đối rất là hợp nhau. Dạ. Nhưng mà cái quan điểm về hôn nhân của em với ảnh có một chút gì đó hơi... Hồi nãy chị nghe rất là trùng khớp luôn mà. Vậy là em chia sẻ không thật lòng. Không phải đâu, tại vì em nghĩ lại thì thực sự là cái quan điểm đó nó cũng chưa thực sự là trùng hợp với nhau. Người ta nói hôn nhân là mồ chôn cũng tình yêu mà chị. Trời. Ai cũng thích cảm giác lúc mà yêu nhau hết á. Em nghĩ sao về câu nói đó? Nó cũng gần đúng á chị, gần đúng á chị. Trời đất ơi, hai người này hợp gu nhau vậy. Vấn đề chính của em là em vẫn là không muốn làm dâu. Cho nên vì vậy mà em không bấm nút. Sao em không nghĩ rằng là anh này anh cũng sẽ theo ý em mà chúng ta cũng sẽ ra ngoài? Vì cái này chỉ mới là bắt đầu. Khi có tình yêu thì mọi thứ nó sẽ khác.
Nếu mà em như vậy là sau này em sẽ tự loại bỏ những cái cơ hội của mình hết. Bởi vì nếu em bắt đầu em tiếp cận với một người bạn trai nào mà nếu em nói ngay từ đầu em không muốn làm dâu, thì chị khẳng định với em 99 người đàn ông người ta cũng sẽ không chọn em. Đó là nghiêm túc. Chị hơi tiếc một chút xíu. Thôi ok, còn em? Em cũng cảm nhận là em nghĩ là bạn gái sẽ không bấm nút rồi. Lý do? Tại vì cái điều bạn gái nói là yêu cầu chứ không phải là mong muốn. Mọi chuyện nó còn lại phía sau, nó chưa định đạt được điều gì mà. Theo chị biết là hôm nay có mẹ em đi theo tham gia chương trình. Thế chị cũng muốn mời mẹ em vào để chị hỏi thăm ý kiến vài câu nha. Chào MC xinh đẹp. Dạ. Chào cháu gái. Dạ. Và chào ekip chương trình. Mình là mẹ của cháu Cương. Dạ. Thì hồi nãy là có theo dõi chương trình, thấy cháu gái không bấm thì bác cũng rất tiếc. Dạ. Bây giờ là thời buổi rất là hiện đại, không làm dâu. Hai đứa là tự làm rồi tự lo lắng cho nhau. Bác không cần thiết phải làm dâu. Nếu mà con có thể cho nó cơ hội thì sau này hai đứa liên lạc cũng được. Dạ, tuyệt vời, một người mẹ em có suy nghĩ tuyệt vời như vậy. Thank you. Em cảm ơn chị rất là nhiều, kêu bằng chị cho trẻ. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn chị đã đưa thông điệp của những người mẹ chồng tương lai với những suy nghĩ rất là hiện đại đến cho các bạn trẻ. Đừng có ngần ngại gì cả, có chuyện làm dâu làm rể không quan trọng. Bởi vì thật sự nếu mà được sống chung với ba mẹ vợ hoặc ba mẹ chồng rất là tuyệt vời. Bởi vì mình có cái gì riêng tư, mình muốn đi chơi đâu xa mình cứ gửi cháu cho ba mẹ là xong à. Đúng yeah. không? Đúng không chị? Vỗ tay. Vỗ tay. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là Tường cũng rất là vui. Vui là vì đã gặp được một người mẹ chồng tương lai ha, rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng hơi tiếc là hai bạn ấy đã bỏ qua cái cơ hội của mình và không có đến được với nhau trong chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Rồi, ngồi vào ghế của mình nha. Và bây giờ xin mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái của tôi. Wow. 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 Đây ngồi. Hai cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc rất cá tính và một cô gái ăn mặc rất là đặc sắc ở bên đây. Rồi chàng trai ghế xanh, bạn sẽ là người giới thiệu đầu tiên nha. Dạ, em tên là Võ Văn Trợ, em ở An Giang. Hôm nay em 36 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ồ, mình làm công việc gì dưới đó? Em chạy xe cấp cứu. À, cái đó là mình làm việc có ca hay là mình làm suốt 24/24? À, em làm 24/24. À, cứ kêu là mình chạy, kêu là mình chạy. Dạ đúng rồi. Là mình phải thường trực luôn luôn vậy đó. Dạ em. Đúng rồi, ăn ngủ tại đó luôn. Nó nghe nè, lúc mình chạy là trên xe là lúc có y sĩ, bác sĩ đi theo mình, có, dạ, có y tá, bác sĩ đi theo có mình. Có đầy đủ. Chứ đâu bao giờ chạy một mình chở bệnh nhân đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Là mình cũng có chỉ có khi nào mình chở người mất không? Có. Em chạy tới vừa tới chỗ là vừa mất luôn. À vậy hả? Chạy không kịp. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì trợ? Em điểm yếu của em là cái này, không biết nhậu, ăn cay không được, chạy xe máy yếu. Ủa kì, chạy xe hơi được mà chạy xe máy yếu. Mà điểm mạnh? Điểm mạnh em chạy xe em cứu cứng. Dễ thương không? Mình có thể chạy được tốc độ bao nhiêu à? Tùy theo người bệnh đó anh. Người bệnh nặng thì mình chạy dùng hết khả năng, tâm trí của mình dốc óc để chạy. Còn người mà bệnh nhẹ thì mình nhìn theo cái người bệnh đó để mình chạy với tốc độ cho nó an toàn, đảm bảo cho mình với người bệnh luôn. Đúng không, là nó ổn cái tốc độ trên xe và mọi dạ, người đúng rồi. Em thì sống có một mình à, cho nên lúc mà chỉ thị 16 vừa ra đó thì cũng đâu có làm gì đâu, mà mới đăng ký trên tỉnh đó, rồi mới điều về bên Dĩ An này để phục vụ dân, mà bước dân đi cách ly rồi chở dân về luôn đó. Vậy là có bị dính Covid không? 4 lần rồi. 4 lần rồi. Mặc đồ bảo hộ vẫn đi bình thường. Vậy hả? Dạ. Một chảo tay cho anh chợ nào. Hay về quê không chợ? Dạ không. Ủa rồi ba mẹ, bà con, cô bác ở dưới quê hay trên này? Mẹ em mất từ nhỏ rồi, giờ còn ba. Ba ở đâu? Ba thì em thuê trọ cho bà ở bên khu vực An Phú. Không, nhưng mình có tính gì cho cái hậu vận tương lai mình sau này không? Ở đây mấy chục năm rồi mình không có kiếm được, mua được miếng đất nhỏ nhỏ hay gì, mình sau này mình có vợ có con rồi mình sống sao? Sáu vợ đâu có thể sống bệnh viện được. Tùy theo ý bên vợ, vợ về muốn sống theo bên vợ em sẽ sống theo bên vợ. À, nếu mốt lấy vợ không làm cấp cứu làm gì? Em nhiều nghề mà.
sắt gỗ. Ok, có nghĩa là mình sẽ có thể làm được. Rồi, cảm ơn bạn chợ. Và bây giờ cô gái mặc cái đầm màu trắng, ngồi ghế màu xanh nè, giới thiệu về mình đi. Thì em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Đạt. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thư Linh, em sinh năm 1986. Em sinh ra và lớn lên tại Cà Mau. Em hiện tại thì em làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em ở đây với ai, một mình à? Ở đây em ở với em gái của em. Công việc em hiện giờ là gì? Hiện tại thì em làm công việc spa. Điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là người hòa đồng, vui vẻ. Với lại thương là thương hết mình. Ghê người ta. Dạ, điểm yếu của em là em... ai dũng cảm lắm mới nói được câu đó đó nha. Rồi, điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là dễ nhạy cảm. Với lại đôi lúc mà mình tin ta quá nên cũng thiệt thòi nha. Ví dụ em đi ra ngoài đường, em đang chạy xe thì nghe thì em có né qua cho người ta chạy không ạ? Dạ né chứ anh. Không, bữa nay đừng né nha. Bữa nay là sấn tới thẳng đi nha. Bữa nay là thẳng. Bữa nay là sấn vô nha. Rồi. Rồi, bây giờ mời bạn chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ nha. Chào chị Cát Tường. Em chào anh Huy Minh Đạt. Em tên là Đức Thuận. Em đến từ Bình Thuận. Em năm nay được 40 tuổi. Hiện nay em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế hiện tại là mình đang làm công việc gì hả Thuận? Em sản xuất ra cái kệ đa năng mà có hai anh em làm chung với nhau một cái xưởng riêng. Cái xưởng nằm ở đâu? Là xưởng ở dưới Bình Chánh. Còn mình ở đâu? Em ở Bình Tân. Coi như cái công việc này là mình làm mà ổn định luôn rồi đúng không? Làm cũng lâu năm rồi phải không? Không, trước thì em làm việc khác, có biến cố về công việc, em giờ đang chuyển sang một cái nhân viên mới, tại vì nó cũng liên quan, tại vì trước là em đang cung cấp vật tư. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Thuận là gì nè? Em thì vui vẻ, nhiệt tình. Điểm yếu em là em có một chút nóng tính và hơi thẳng tính. Em là người của gia đình và tất cả mọi việc trong gia đình em đều làm được hết. Rồi bây giờ thì mình rồi. Sẽ đến với cô gái ngồi ở ghế màu đỏ. Em tên là Nguyễn Như Hồng Hà. Em 26 tuổi. Ủa 10 năm trước hả? Ủa 10 năm trước hả? Dí giỡn quá cô gái. Để chào chị. Chào em. Em là nhân viên văn phòng tại một trường mầm non. Công việc chính của em là tư vấn tuyển sinh, dạy aerobic cho các bạn nhỏ và là quản lý nhân sự. Em sinh ra lớn lên và làm việc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Rồi, từ giờ đó đến như nào về lại Nha Trang? Dạ, ngày mai ạ. Dạ. Để mà có thể hẹn hò đi chơi được, nếu như mà mình có duyên mình bấm nút được với một anh chàng nào đó đúng không? Dạ chị. Wow, rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em thích sạch sẽ, em giỏi việc nhà, em biết tĩnh lặng và lắng nghe, em nấu ăn cũng ổn. Quan trọng là khi mình nêm hay mình thảm vào đó những cái cảm xúc tích cực, những cái tinh thần lạc quan và những tình cảm chân thành nhất vào đó thì đó là món ăn tuyệt vời nhất ạ. Đúng. Dạ. Còn điểm yếu của em là em hay quên, em căng thẳng trước đám đông, em không biết uống bia. À em biết uống bia, ví dụ như là chồng mình có đi uống em có ngại đi trở về không? Dạ em trở về được nhưng mà người chồng của em phải biết điểm dừng ạ. Đúng rồi, dạ. Thật ra thanh niên thì người ta như vậy thôi. Chứ có vợ, có con cái thì mọi người được phải tự ý thức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn một chút xíu. Thì bây giờ Tường sẽ ưu tiên mình sẽ tìm hiểu chuyện tình yêu của chàng trai gãy đỏ trước ha. Em đã gãy đỏ rồi thì em chỉ có một mối tình đó thôi. Yêu nhau được 5 năm trời. Wow. Hiện tại sinh sống được khoảng được 12 năm. Mà bây giờ thì như chia sẻ của bà xã em không còn tình cảm với em nữa. Em có hai đứa nhỏ, bé gái lớn là được 12 tuổi, bé trai được 6 tuổi. Thật sự là em thương hai đứa nhỏ, với là em không muốn xa được nó. Thì em đang cố giữ lại, cố gắng chăm sóc. Hiện tại thì nó chiếm hết nhiều thời gian của em, ngoài công việc rồi mà giờ đưa đón, ăn uống, nói chung không đáp ứng đủ thời gian. Có nghĩa là hiện tại là hai đứa con vẫn đang ở với em? Dạ, đang ở. Em chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ để cho hai đứa nhỏ nó cũng được trọn vẹn. Gái tuyển sinh mầm non của tôi, chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ, em với chồng cũ của em là quen nhau tại một lớp cao đẳng. Cũng qua một đời chồng rồi. Dạ, em ly hôn được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Em có con 9 tuổi, hôm nay có bé trai đi. À, ngày hôm nay là có con các trai. Em ruột. Em ruột và con trai em tới. Vì sao nó không được trọn vẹn, phải kết thúc? Anh ấy cũng nhậu nhiều lắm. Em phát hiện anh ấy có người khác khi em mang thai 3 tháng. À, buổi tối đó chồng nhậu về say ngủ á, xong rồi em có tin nhắn tới lúc 11 giờ đêm thì em cũng không có thích xem điện thoại của chồng làm gì đâu, nhưng mà hôm đó có tin nhắn nửa đêm em muốn tắt điện thoại thôi. Nhắn như thế nào? Thì cũng nhắn yêu em yêu anh vậy thôi. Rồi sao nữa đó, em kêu chồng em dậy hỏi hay là dạ, không say bất cần câu rồi chị. Mai lại em có hỏi chồng không?
ngày mai em chỉ ngồi khóc thôi chị. Rồi ảnh có hỏi không? Anh thấy xong rồi em có nói xem, có xem tin nhắn thấy rồi biết điện thoại của người ta mà đụng vô làm gì em ngồi đó khóc. Em cũng có khóc, em cũng có nói nhiều lần rồi, nhưng mà chồng em cứ nói là đi đâu thì đi đi, nhưng mà vẫn về với gia đình là được rồi. Đàn ông khôn á, làm cha quá ha. Đi đâu đi cũng về gia đình được rồi. Rồi cuối cùng thì cái câu chuyện giữa em với chồng em nó diễn biến như thế nào? Dạ là em tự đơn phương ly hôn chị. Em tự đơn phương ly hôn chị. Nhưng mà mấy năm nay thì anh có lui tới thăm nom con cái gì không? Dạ không, con em thì đầu tuần thì ở với ba, cuối tuần ở với mẹ chị. 4 năm qua mình có mối tình nào khác nữa không? Dạ không chị. Mà em cũng không biết ghen gì à. Em nghĩ nếu mà hết duyên thì thôi, nếu anh ấy ở bên người phụ nữ khác hạnh phúc hơn thì em chấp nhận. Thấy ghen thì thôi chị à. Bây giờ em muốn tìm một người chồng tương lai của mình là người như thế nào nè? Dạ không hút thuốc, mình biết nhậu nhưng mà biết điểm dừng chị. Ngoại hình thì cao 1m70 trở lên. Ngoại hình tôi nhìn Thuận là cao bao nhiêu? Em có 1m69. 1m69 được. Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Tự chín chắn, quan tâm đến gia đình, mấy đứa nhỏ. Em có muốn sanh con nữa hay không? Là trước mắt thì chắc chưa. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến với bạn trai hỏi ghế sanh. Thôi chở ơi, mình là tình duyên như thế nào hả chở? Em cũng đổ dở rồi. Em cũng đổ dở rồi. Em cũng đổ dở rồi. Cũng có đổ dở luôn. Rồi có con chưa? Dạ có, một bé gái 12 tuổi. Chưa, lúc đó em cũng còn trẻ, ham chơi đó. Rồi nên người quen sơ cái cưới về luôn à. Ở cưới nhau ở được mấy năm? 3 năm. 3 năm em bị tai nạn mới ly hôn. Em bị tai nạn gì vậy? Gãy chân. Rồi là con ai nuôi? Hiện giờ ở với mẹ đó. À, nói chung từ hồi ly hôn giờ là vẫn ở với mẹ đó. Dạ. Em có hay qua lại thăm con không? Dạ có, nhưng mà thời gian qua lại thăm ít lắm. Em không có được phép về lâu, về được 1 tiếng, 2 tiếng. Giờ nếu lấy vợ nữa là đủ kinh tế không? Dư. Ủa sao em biết chắc được điều đó hay vậy? Nói chung cái đó em cũng khó nói lắm. Dạ. Chỉ có tiền dành dụm. Vậy là ly hôn lâu rồi? Dạ nay 10 năm rồi. Em bươn chải cuộc sống lưu thủi vậy. Sáng đi làm cái tối về bấm điện thoại. Bây giờ muốn lấy một người vợ như thế nào? Nấu ăn mà không cần nấu ăn ngon. Chỉ cần nấu cơm gia đình em được. Em ham ăn cơm gia đình lắm. 20 năm từ lúc mẹ em mất em chưa biết ăn cơm gia đình. Biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho gia đình chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ em không cần tiêu chí gì cao hết. Cô gái Sipa, chuyện tình yêu của cô như thế nào hả cô gái? Em với ông xã em quen nhau tình cờ thôi. Ông xã em luôn đó. Quen tình cờ gặp nhau 3 tháng thì tụi em lấy nhau. Kết hôn thì khoảng 10 năm thì tụi em ly hôn. Em ly hôn năm vừa rồi, năm khoảng 2018 đó chị. Là sao 10 năm mà gắn bó mà có lý do gì lại... Khoan, có con không? Dạ có, em có 2 đứa chị. 2 đứa giờ đang sống với ai? Dạ đứa lớn sống với ba, còn đứa nhỏ em nuôi. Ổng cứ như là ổng dính vô mấy cái tệ nạn á chị. Ông hay về khuya á, ổng vô trách nhiệm. Mà có nhắc nhở nhiều lần không? Có. Dạ có chị. Bây giờ có qua lại thăm nom con cái bên đó không? Dạ vẫn bình thường, vợ chồng nói chuyện bình thường với bạn bè chị. Bây giờ có ví dụ như tiến thêm bước nữa thì em có muốn sinh con không? Chồng đồng ý thì có thể sinh con. Dạ đúng. Muốn tìm một người chồng như thế nào? Em thì thích người chồng mà trước tiên thì ngoại hình nó thì cao 1m7 trở lên. Đầu không có hói, không có hói. Không để râu. Không để râu. Thôi rồi, hai hơn quá. Với lại người đàn ông đó phải có trách nhiệm, phải quan tâm và ưu tiên vợ con là số 1. Em chỉ như thôi chị. Hy vọng là trước tiên là các bạn sẽ tìm được một cái người bạn đồng hành với mình để có thể chia sẻ được với mình. Và bây giờ thì hôm nay con mình trai. Có con trai nè. Con trai với em trai kìa. Con. Mẹ con ngồi ghế màu đỏ bệnh phải không? Dạ đúng rồi. Mẹ con tên gì? Mẹ con tên là Hồng Hà. Con biết bữa nay mẹ con đến chương trình này để làm gì không? Dạ, đến đây để ghép đôi. Ghép đôi. Thế con có ủng hộ mẹ con không? Dạ có. Hai chú đây nãy giờ con nhìn thấy hai chú nói chuyện chưa? Bây giờ con nhớ tên hai chú này không? Dạ, con nhớ có một chú à. Nhớ chú nào? Nhớ chú chợ. Nhớ chú chợ. Trời ơi, cái tên chợ dễ nhớ quá ha. Bây giờ theo ý con nè, con dòm đi theo ý con nãy giờ con nghe nè. Đây là chú chợ nè, cái này là chú Thuận nè. Hay là con có thể gọi đây là chú ghế xanh nè. Này chú ghế đỏ nè. Con thích chú nào hơn? Dạ chú ghế đỏ. Ủa sao nhớ tên chú ghế xanh mà là thích chú ghế đỏ? Con thấy chung ghế nên con thích cho. Không thích phải chung ghế. Có lý do chứ. Con không biết nói sao. Em ruột, em ruột, cứu cháu đi em ruột. Em thấy anh ghế màu đỏ hợp với chị em hơn.
Dạ em biết tính cách của chị em như thế nào ạ. Một tràng pháo tay và chúng ta cùng đến với cái giai đoạn quan trọng nhất, đó chính là mở cửa trái tim. Wow. Thôi mình khoan nói kìa cảm xúc đi, mình cho biểu diễn trước được không? Tại bộ đồ nó ấn tượng quá. Rồi xin mời em tự giới thiệu luôn đi ạ. Rồi vừa nghe mở cửa trái tim các bạn đem mắt kính vô liền. Đó mới thấy. Sao em cần em không thấy. Rồi một đoạn múa của em tự biên đạo. Cái này là em tự biên đạo nhưng mà em có đi học múa hả hay là em thích rồi em? Dạ em có năng khiếu. Có năng khiếu tự tập thôi. Dạ. Mình có tham gia lớp múa nào hay là mình múa? Dạ trước đây em làm vũ đoàn chị. Vời, tôi nói thiệt nha, thấy cô biểu diễn vô nhạc cái tự nhiên tôi thở vào nhẹ nhõm, tại tôi sợ làm hoành tráng quá mà nhảy rất quá cái chết. Mà không ngờ tôi nghe giới thiệu vũ đoàn một cái là tôi thiệt, yên tâm liền. Quá trời. Khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Mời chợ nói trước. Em cảm thấy giờ nó hồi hộp. Hồi hộp, như gì nữa? Rung. Hồi nãy cổ múa có coi không? Em hồi hộp không rung. Không dám coi, không dám nhìn luôn. Tụi có thấy người ta múa gì không trời? Không thấy gì luôn. Hồi nãy em thấy là em nhìn qua là trời ơi. Ủa lúc có đậu nhìn trời gì? Nhìn đất không à? Rồi nãy giờ có coi múa không? Dạ có, em coi đầu cuối luôn. Coi hồi cuối hả? Không, chị thấy hồi đầu cũng hơi nhẹ nhẹ cuối xuống. Hồi hồi nghe lắc lắc sột sạc quá mới tò mò mới nhìn lên lén lén. Rồi cảm xúc của em như thế nào thử? Tại em gặp mà hai bạn này thấy hai bạn chín chắn, hai bạn hiền. Còn sau nữa thì chắc phải chờ em tìm hiểu. Đúng rồi, nhưng mà rất là dễ thương thôi. Thì bây giờ tới khi cánh cửa trái tim mở cửa ra thì em có cái cảm nhận như thế nào trong chương trình ngày hôm nay? Dạ trước tiên thì em thấy hai anh thì ai nhìn thì ai cũng chững chạc hết. Nhà tính tình thì điềm đạm. Em nhìn em cũng rất thích. À vậy hả? Cho sao đây mà không điềm không chính chạc sao được? Ai cũng đổ vỡ hết trơn rồi. Ai cũng có kinh nghiệm gì cũng sống hết trơn rồi. Thôi đem ý kiến đi, đâu có gì đâu. Rồi sao nè? Rồi hai cô gái của tôi ai cũng trắng như bông bưởi vậy đó. Chỉnh chạc ạ, chính chắn. Bây giờ mình hai chàng trai mình có ai có quà mình tặng nhất là hoa nè. Mình tặng trước cho nó lên tinh thần các cô gái nè. Rồi bây giờ riêng chàng trai này có một món quà giờ muốn tặng chưa hay là muốn cuối mới tặng? Có món quà cần tặng. Em đến hôm nay em không mang quà. Thôi con gái đâu cần. Ở quà cáp gì. Hôm nay em đến từ Nha Trang nên em muốn tặng cho mọi người bánh trung thu yến xào của Khánh Hòa. Hay quá. Dạ em tặng anh.
Dạ. Rồi chị cảm ơn nha, chị cảm ơn. Rồi xin cảm ơn. Anh ơi cho em đổi qua nha. Ủa? Con cái bự ha. Ủa, sao đổi qua, sao quà mà đưa lộn là sao vậy? Mẹ đây của bạn nữ. Có một sự ghen tị nha. Ai, sao có đó bự gánh hơn á ha. Chị coi đi chứ tự nhiên có vụ tặng lộn nữa. À. Một cái ly chị. Một cái ly. Dạ. Em có thể cho anh biết lý do của món quà này. Dạ, tại vì nước là rất là cần cho cơ thể của mỗi người mà ngày nào mình cũng phải uống nước cho nên là em muốn mỗi lần mà anh khát thì anh nhớ tới em. À, anh khát là anh nhớ em nha. À, một cái vòng. Ý nghĩa của cái vòng thì anh ơi, cái vòng này ý nghĩa gì anh? Cái tâm nó tốt. Thì cho nên cái lúc mà giờ cũng khó nói. Thì nói đại đi, có sao nói vậy đi. Miền Tây chắc phát thật thà coi nè. Em ngại mấy cái này. Là sao cái giọng nó có tâm đúng không? Nó bình an đúng không? Bình an. Thì bây giờ ưu tiên cho hai bạn nữ trước. Hai em có muốn hỏi gì hai anh này không? À, em hỏi cái anh ngồi ghế xanh đó. Anh chờ á, anh chờ. Còn anh cảm nghĩ của anh khi mà nhìn anh thì anh có cảm nghĩ gì? Thấy em hiền. Hiền lại dễ thương. Hiền lại dễ thương. Nói chuyện giọng rất chuẩn. Cảm ơn anh. Nếu mà ví dụ mà khi nào sau này anh lấy vợ đó thì mình ở đâu? Tùy theo vợ quyết định. Anh có hay hút thuốc không? Hút thuốc hiện tại giờ là đang triển khai bỏ, nay được 10 ngày. Triển khai bỏ. Công việc của anh ổn định không anh? Hiện tại đang ổn định. Là trường hợp em anh mà có lấy nhau á, gửi dù em đem con em về ở được không? Ở chung á? Được. 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 Mà ở trong bệnh viện thì không được. Trong bệnh viện thì không được. Không thì tùy với vợ, người vợ kêu mua nhà hay mướn nhà là do với vợ đúng không? Ý là hiện giờ là anh chưa có nhà. Bây giờ mình đang ở đâu anh? Đang ở trong trạm y tế. Lúc mà yêu nhau đó, rồi Bình Dương với Gò Vấp thì mà quen nhau, yêu nhau kiểu gì? Có cái hướng gì phát triển kinh tế để mà mình có thể sau này á? Cũng làm thì tuy gần thuê nhà nhưng mà cũng sẽ có vợ, nó sẽ tích góp từ từ. Rồi mời em gái muốn hỏi gì nữa không? Mời em. Anh ví dụ như sau này anh thương em thì anh có thương con em luôn không? Có em, tại vì anh rất thương trẻ mà anh cũng muốn có nhiều trẻ nữa. Bây giờ hai chàng trai, bây giờ em có muốn hỏi gì hai cổ không? Mạnh dạn lên. Em ngại nhất nóng, nữ nóng em ngại lắm. Em sợ. Không sợ ơi. Sao? Sợ tao quýnh hay gì? Em có vỏ mà phải không? Không, họ vỏ chứ không phải có vỏ. À họ vỏ chứ không có vỏ hả? Biết cái anh em mắc kiến đó là có biệt danh gì không? Anh Bảy Gà. Anh Bảy Gà. Bảy Gà. Tu cho nên hỏi là cũng dậm nữa mà. Em coi hoài luôn. Wow, có theo dõi luôn hả? Em coi hoài luôn đó, sợ mình nóng tính ở ngoài nhưng mà sợ phụ nữ nóng tính nữa. Mới sao luôn, em mỗi sợ nữ nóng tính xìu quá. Người ta nóng tính cũng đâu có làm gì em đâu. Cầm gì dục đó. Có không? Hỏi cổ coi cổ có vậy không? Em có vậy không? Dạ không, em hiền khô à. Em đâu có làm gì đâu. Nóng tính rồi em đi ra ngoài à. Nóng lên cái là em lột đồ rồi gì tắm. Vậy thôi chứ có gì đâu. Thận có muốn hỏi gì hai cổ không? Mời Thận. Cho mình hỏi hai bạn đã từng trải qua một lần rồi. Hai bạn có còn sợ cảm giác có gia đình không? Dạ có đôi lúc thì ví dụ mình giờ mà tiến tới một lần nữa thì mình cũng sợ anh. Tụi em đã qua một lần rồi thì kinh nghiệm của mình nó ấy hơn. Chứ không có thể như ngày xưa bằng một thì nó khác. Còn em? Dạ em cũng giống bạn luôn. Thì em hỏi anh áo đỏ. Anh là người hay nóng tính không anh? Không, anh không phải là hay nóng tính. Anh là hiền, anh cực kỳ hiền lắm. Nhưng mà đó là cái tính xấu của anh thôi. Thì Tường cả mời các bạn trai lần lượt qua xin phép được nắm tay mỗi bạn gái 30 giây. Nhanh gọn lẹ cấp cứu à. Con trai ở dưới nó còn nhớ tên chợ nữa mà. Trời, xin phép mình nắm lại cảm nhận. Anh có gì nói với em không? Anh thấy em hiền mà em có biết nhậu không? Dạ không, em đâu biết nhậu. Uống hả? Dạ không, em không biết uống, em chỉ giao tiếp khoảng 1-2 lon hả? Hỏi qua uống nhậu rồi trời. Rồi. Anh ấy hỏi em không? Đứng gần vậy thấy không cưng, phải đeo mắt kính. Dạ, à thấy. Ông đang đếm trong bụng, đếm đủ 30 về á. Rồi xin về chỗ. Rồi mời Thuận.
cho xin phép làm tên. Và anh tham gia chương trình đó là nghiêm túc, xin phép thích tiên là làm bạn, còn sau nữa thì tự nhiên. Và cảm ơn. Chào em, xin phép làm tên. Tham gia thì thời gian ngắn quá cho nên mình chưa biết nhiều, nếu được thì tôi sẽ có học để mình tìm hiểu sâu hơn. Ok, cảm ơn. Tường ơi, ơi em với chị cũng phải nắm tay để coi là khúc này là quyết định nha Tường. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Rồi, mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Mời Đạt. Rồi. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Mời các bạn hãy hướng mắt ra về phía trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Tìm một người chồng tương lai của mình là người như thế nào nè? Dạ, không hút thuốc, vì biết nhậu nhưng mà biết điểm dừng. Trước tiên người ngoại hình nó thì cao 1m7 trở lên. Nấu không có hói. Nấu ăn mà không cần nấu ăn ngon. Chỉ cần nấu cơm gia đình em được, em ham nấu cơm gia đình lắm. Tự chín chắn, quan tâm đến gia đình, mấy đứa nhỏ. Bấm à. Hết thời gian. Sao hai cô gái của mình nó dửng dưng vậy, hờ hững vậy? À, em cái ghế đỏ sao em không bấm ai hết vậy? Dạ em cũng chưa có được cảm xúc gì. Hai chàng trai ở đây đều bấm ghế của em. Lúc đầu là em thích anh áo đỏ, anh ghế đỏ mà. Thích sao không bấm? Em nghĩ anh quýt trẻo vậy. Em nghĩ anh quýt trẻo vậy. Trời đất ơi, cái cuộc đời này không mà thua thiệt với người ta đó trời ạ. Đến thiệt đây tình. Là mỗi người có hai cơ hội như nhau. Mình hãy làm những điều mình thích. Sống tới tuổi này rồi là mình hãy sống vì chính mình. Thí dụ như là bây giờ anh với vậy Tường sẽ cho em một cơ hội để bấm lại một lần nữa, thì em sẽ bấm nút màu gì à? Em sẽ bấm nút màu đỏ. Em sẽ bấm nút màu đỏ. Cơ hội sẽ đến em một lần nữa. Giờ bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt đối với lại cô gái màu xanh này. 5 4 3 2 Tham gia thì thời gian nó ngắn quá cho nên mình chưa biết nhiều, nếu được thì tôi sẽ có học để mình tìm hiểu sâu hơn. 1 và bấm ạ. Hết thời gian. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta thấy đó, thì rõ ràng là mình biết là trời, mình nhìn là mình biết là thấy rồi mà nó thấy rồi, thấy cái anh này là thích cái cô đó cũng có cái thiện cảm lại rồi. Ở cái đoạn hỏi nhau cặp mắt tôi hay lắm, hai chị em nắm tay rồi. Qua câu chuyện này, ở ngoài cuộc sống của chúng ta không phải cơ hội nó luôn đến với mình đâu quý vị ạ. Cho nên đây cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta ở đây luôn. Mình không giành giật của ai hết, nhưng hãy làm những điều mình thích. Nhớ giùm chị câu đó nhớ nha Cưng nha. Rồi thôi, nắm tay nhau đi, chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, và Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này đặc biệt là không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Gửi tặng cho hai bạn. Rồi, gửi tặng cho các bạn luôn nha. Và đối với cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Và đối với cặp đôi không thành công thì cũng đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove để được truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Mọi người hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.